Netizen Trung Quốc điên cuồng phân tích tại sao Việt Nam lại là quốc gia có sự tăng trưởng GDP mạnh nhất châu Á. Trong 10 nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ tư về diện tích, thứ ba về dân số, là nền kinh tế lớn thứ năm xét về tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố chung toàn cầu, quy mô của nền kinh tế vẫn tăng lên đáng kể về cả mức tuyệt đối. Cũng như tốc độ tăng trưởng bình quân, Việt Nam hiện nay được coi là một trong những nền kinh tế năng động nhất, phát triển nhanh nhất và đáng để đầu tư nhất tại khu vực. Con hổ Đông Nam Á, con rồng Đông Nam Á, ngôi sao đang lên, điểm sáng toàn cầu. Đây là những tít giật gân mà báo chí thế giới dành cho nền kinh tế Việt Nam năm nay và chúng hoàn toàn không phải là tâng bốc hay nói quá. Sự nổi tiếng nhanh chóng này khiến cho báo chí và netizen Trung Quốc cũng phải bồn chồn lo lắng mà tranh luận điên đảo. Hãy cùng xem họ đang nói gì nhé! Trang 163.com vừa có một bài viết mới với tiêu đề Phát triển rất nhanh, GDP của Việt Nam trong nửa đầu năm đã vượt 190 tỷ đô la Mỹ và tốc độ tăng trưởng đã lên đến 6,42%. Trong đó, trang này phân tích do được hưởng lợi từ sự phục hồi tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là sự gia tăng đồng thời của nhu cầu bên trong và bên ngoài, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 dự kiến sẽ vượt 6,5% và trở thành nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất, một lần nữa trở thành ngôi sao đang lên ở các nước đang phát triển trên thế giới. Đánh giá từ dữ liệu công khai hiện tại, dự báo tăng trưởng 6,5% cho cả năm dường như không phải là phóng đại và nó đã đạt được trong nửa đầu năm. Báo cáo Thống kê Kinh tế Quốc gia do Cục Thống kê Quốc gia phát hành, Việt Nam cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 2 năm 2022 đã tăng mạnh lên 7,72% và điều chỉnh tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 1 lên 5,05%. Trong nửa đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nông nghiệp tăng 2,78%, công nghiệp dịch vụ tăng 6,60%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%. Trong lĩnh vực công nghiệp, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cao tới 9,66%, một lần nữa trở thành trụ cột chính thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo, nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất của Việt Nam tăng cao trong nửa đầu năm nay chủ yếu là do một số đơn hàng đến từ Trung Quốc trước đó đã quay trở lại Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Bên cạnh đó, Việt Nam thực hiện chính sách đầu tư và đầu tư nước ngoài thông thoáng hơn đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chế tạo. Trong đó, chỉ số sản xuất, khai thác quặng kim loại, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất sản phẩm kim loại trừ máy móc thiết bị tăng 11,4% và da và các sản phẩm liên quan tăng 13,1%. Cả hai ngành công nghiệp truyền thống và mới nổi đều đạt được sự cải thiện nhanh chóng. Thông tin công khai cũng cho thấy, trong nửa đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu 185,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3%, xuất khẩu 185,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5%. Xuất siêu ước đạt 710 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã vượt 190 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo Thống kê Kinh tế Quốc dân do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, 6 tháng đầu năm 2022, GDP danh nghĩa của toàn xã hội Việt Nam là 4.429,425 nghìn tỷ đồng, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý 2 là 2.292,012 tỷ đồng, tăng 7,72%. GDP quý 1 được xác nhận là 2.137,413 nghìn tỷ đồng, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Netizen Trung Quốc cũng bình luận sôi nổi về tốc độ phát triển đáng kinh ngạc này của Việt Nam trên các diễn đàn và các trang mạng xã hội. Khi tôi đang làm kỹ thuật viên trong một nhà máy vào năm ngoái, một số người Việt Nam đã chủ động bảo tôi học tiếng Việt thay vì tiếng Anh. Tôi hỏi tại sao và anh ấy nói với tôi rằng hiện nay nhiều công ty lớn và doanh nhân nước ngoài ở Việt Nam đang thành lập nhà máy ở Việt Nam, đường xá và xây dựng tốt hơn Đài Loan. Ngoài ra, người Đài Loan có thể sang Việt Nam làm việc từ 2 đến 3 năm. Nếu bạn học tiếng Việt trước thì không phải lo về Việt Nam tìm việc làm trong tương lai. Lương ở Việt Nam cũng sẽ như lương ở Nhật. Lương cao thì tiếng Việt sẽ trở thành ngôn ngữ chung ở châu Á trong tương lai. Nói thật, tôi thấy đó là điều tốt cho mọi người.
Hiện 90% doanh nghiệp ngoài Trung Quốc đã chọn Việt Nam, mức lương hiện tại của Việt Nam chỉ kém Trung Quốc 10 năm, tiền lương ở Việt Nam đang tăng rất nhanh. Việt Nam đã phát triển vượt bậc, cải cách chính trị và cải cách kinh tế không nhất thiết sẽ dẫn đến phát triển kinh tế nhanh chóng, nhưng nhân phẩm và tiện nghi cuộc sống sẽ được cải thiện nhanh chóng. Đồng ý rằng Việt Nam không thể thay thế hoàn toàn Trung Quốc, nhưng chúng ta thường nhìn vào GDP bình quân đầu người, thu nhập ròng bình quân đầu người và khả năng tiêu dùng bình quân đầu người. Nhìn tổng thể Trung Quốc ước chừng treo luôn Việt Nam, nhưng xét về bình quân đầu người thì Việt Nam tương đối đơn giản vì dân số, dân tộc và tôn giáo ít, không có lộn xộn như Trung Quốc. Vấn đề là cả Mỹ và Trung Quốc đều không coi anh ta là một mối đe dọa, vì vậy anh ta có thể kiếm tiền trong im lặng và trong vài năm nữa, chất lượng cuộc sống bình quân đầu người sẽ được ước tính vượt qua Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, Trung Quốc không giống Hàn Quốc, không giống Singapore, dân số hàng chục triệu người. Nếu gạt các ngành cấp thấp sang một bên và nâng cấp các ngành cấp cao thì có thể tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Dân số Trung Quốc quá lớn và phải có các trường trung học và cấp thấp để làm việc cùng nhau. Ngay cả khi các thành phố cấp 1, 2, 3 được cải thiện, các thành phố cấp thấp có thể được để lại cho các thành phố cấp 4, 5, 6 để phát triển. Hơn nữa, giá nhà đất của Trung Quốc đã đạt mức rất cao. Ngay cả khi các thành phố cấp 1, 2, 3 là cao cấp và cao cấp, thì làm sao người dân ở các thành phố khác có thể tự ủng hộ mình? Việt Nam chắc chắn có thể vượt qua Trung Quốc. Xét cho cùng thì bạn đánh giá thấp cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ. Điều này thực sự rất căng thẳng. Việt Nam không chỉ hưởng lợi từ Trung Quốc mà còn từ Đông Nam Á. Và do đất đai, tiền lương thấp cũng như chất lượng lao động tương đối cần cù, Việt Nam rất có khả năng trở thành nền kinh tế phát triển cao tiếp theo. Cùng lúc đó, trang Yuanlan Zihu cũng có bài viết với tiêu đề Phép màu kinh tế Việt Nam, GDP tăng 6,42% trong nửa đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 2,48%. Trang này cũng có những đánh giá khách quan cho rằng Việt Nam đã sớm dỡ bỏ dần các hạn chế phòng chống dịch ở Đông Nam Á, đồng thời thực hiện một loạt các biện pháp hữu hiệu để khôi phục phát triển kinh tế, tăng dân số việc làm, kiềm chế lạm phát và đạt được nhiều kết quả tốt. Ngành du lịch từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã đạt được sự phục hồi đáng kinh ngạc. Tăng trưởng kinh tế lành mạnh và mạnh mẽ đã tạo cơ sở cho Việt Nam bước vào một bình thường mới. Nhiều tổ chức quốc tế đã có điều chỉnh tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước. Giải thích về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này, bài viết đã phân tích như sau. Thị trường lao động Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Trong quý 2 năm 2022, số lượng người có việc làm tại Việt Nam có xu hướng tăng lên so với quý 1 và cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong nửa đầu năm 2022, số lao động trên 15 tuổi của Việt Nam vào khoảng 51,4 triệu người, tăng 400.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số người có việc làm là 50,5 triệu người, tăng 702.000 người, tương đương với 1,39% so với cùng kỳ năm trước. Thống kê từ Việt Nam cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số người thất nghiệp ở Việt Nam là 1,1 triệu người, tương đương với 2,67% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,48%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam là 1,96% trong quý 2 và 2,48% trong nửa đầu năm. Về cơ bản là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là lực lượng lao động của Việt Nam rất dồi dào và đầy đủ việc làm và sự phát triển kinh tế đang ở giai đoạn vàng. Kiềm chế lạm phát nhập khẩu thông qua các biện pháp như thắt chặt định lượng, kiểm soát tỷ giá hối đoái và các giảm thuế. Ngân hàng Trung ương Việt Nam áp dụng các biện pháp thắt chặt định lượng để kiểm soát lạm phát nhập khẩu. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Việt Nam cũng bán ngoại hối từ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn liên ngân hàng của đồng Việt Nam. Từ đó thu hẹp chênh lệch lãi suất, cố gắng hết sức để giảm tác động mất giá của việc tăng lãi suất đô la Mỹ trên tỷ giá đồng Việt Nam để kiểm soát giá hàng nhập khẩu, kiềm chế lạm phát nhập khẩu. Đồng thời, Việt Nam đã giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa và dịch vụ từ 10% xuống 8% kể từ ngày 1 tháng 2. Trước xu hướng giá năng lượng quốc tế tăng mạnh có thể làm tăng giá thành sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và đẩy giá bán lẻ lên cao, đồng thời giảm hoặc miễn hai lần thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu tinh luyện, miễn giảm học phí, tiền điện nước và bình ổn giá nhu yếu phẩm thông qua các biện pháp này. Nhờ các biện pháp kiểm soát lạm phát tương đối khoa học của chính phủ Việt Nam, tỷ số giá tiêu dùng của Việt Nam có thể được kiểm soát một cách hiệu quả khi giá năng lượng và hàng hóa quốc tế tăng mạnh, tiêu dùng gia đình mạnh và kinh tế vĩ mô phát triển nhanh.
Việt Nam đã sẵn sàng tăng lãi suất để đảm bảo tính bền vững của tăng trưởng kinh tế trước tác động của chênh lệch lãi suất Việt-Mỹ đối với nguồn vốn của Việt Nam và tác động của tỷ giá đối hoái của đồng Việt Nam, cũng như đối với sự tăng trưởng lành mạnh và bền vững của nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị tăng lãi suất trên cơ sở thắt chặt định lượng. Theo chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Việt Nam, nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã tăng lãi suất huy động thêm 0,3-0,6% một năm kể từ đầu năm 2022 và lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hiện tại là 5,7% trên một năm. Sự phát triển và tiềm năng của Việt Nam không chỉ được nhìn thấy bởi netizen Trung Quốc hay bất cứ cá nhân nào, mà nó được tất cả các chuyên gia và tổ chức công nhận dựa vào những bằng chứng cụ thể. Trong khi nhiều tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của hầu hết các quốc gia, thì họ lại nâng cao tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Còn quý vị nghĩ sao về tương lai của chúng ta? Hãy chia sẻ ngay cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu quý vị khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng F một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.